Quảng Nam, vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo. Đó là chủ đề của Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo TechFest lần thứ 2 được tỉnh Quảng Nam tổ chức vào ngày hôm nay. Đông đảo các chuyên gia cùng cộng đồng khởi nghiệp miền Trung Tây Nguyên đã tới tham dự sự kiện. Ngày hội có hơn 100 gian hàng trưng bày với hơn 200 sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung Tây Nguyên. TechFest Quảng Nam được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời tạo lập văn hóa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và kết nối hệ sinh thái khu vực miền Trung Tây Nguyên.